chữa cái phần là phần este, chống liệt este. Phần chống liệt este của chúng ta thì có tổng cộng là 5 gần 60 câu. Thế bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu nhé. Câu số 1 đề 2016 ạ. Chất X có công thức cấu tạo là, thì tên gọi của chất X là gì? Nào cả nhà ơi. Chất X có công thức cấu tạo, tên gọi của X là gì? Thế mình nhìn nhá. Anh này là gì? Metin. Đúng không? Anh này là metin. 1 2 3 thì nó là propionate, metin propionate. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu số 2 ạ. Etin acetat thì có công thức hóa học là gì ạ? Ở đây là đề minh họa năm 2017 lần số 2, đề bài hỏi chúng ta là etin acetat có công thức hóa học là gì ạ? Cả nhà cùng comment đáp án xem etin acetat công thức hóa học là gì ạ? À, thì xin nhắc lại là đây là cái buổi học của chúng ta về là chống liệt hóa phần chương este lipid ạ. Đây là những câu hỏi dễ thích hợp với những cái bạn bị mất gốc ạ. Của lớp 12 ạ. Etin acetat ạ. Etin acetat, chỗ này là metin acetat, chỗ này là etin acetat. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 3. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 ạ. Số este có công thức phân tử là C4H8O2. Ở đây chúng mình sẽ phô ra cái chiêu skill của chúng mình cực kỳ kinh điển luôn. C4H8O2. Đề bài hỏi chúng ta là C4H8O2 đúng không? Vậy thì mình đưa về dạng gì ạ? R1COOR2. Đúng không ạ? R1COOR2 thì mình có là R1 cộng R2 thì bằng 4 trừ đi 1 thì còn 3. Đúng chưa? Vậy mình có là 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 có 1, 1, 1, 1, 1, 3 mình có 2. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 4. Ok ạ. Vậy mình tổng cộng có 4 nhá. Tổng cộng mình có 4 đồng phân. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Chúng mình nghĩ là sẽ có rất nhiều bạn không hiểu cái chỗ phần này để làm. Thì bạn nào không hiểu thì hoàn toàn inbox cho fanpage của chúng mình nhá. Được chưa? Để chúng mình gửi video cho hướng dẫn hoặc rất đơn giản thôi. Cả nhà cùng lên YouTube search đồng phân siêu nhanh sẽ nhìn thấy chúng mình dạy cái video đấy để chúng ta sẽ hiểu cái cách làm như này như nào. Ok ạ, sang câu số 4 ạ. Câu số 4. Xà phòng hóa CH3COC2H5 trong dịch nạp hóa đun nóng thì thu được muối có công thức là gì? Xà phòng hóa CH3COC2H5 trong dung dịch nạp hóa đun nóng thì thu được dung dịch muối có công thức là gì? Thế này tác dụng với nạp hóa đúng không ạ? Thì có phải nó thủy phân để nó tạo thành gì? CH3COONa đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. CH3COONa rất là dễ ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn cả nhà đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Myelin ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tăng tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 5 ạ. Sản phẩm của phản ứng este hóa giữa ancol metilic và ancol propylic. Acid propylic đây ạ. 1 2 3 OOH cộng với ancol metilic là CH3OH thì nó sẽ tạo thành là 1 2 3 COO CH3, tên cháu này là metin propionate ạ. Metin propionate, đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với gì ạ? Chất béo là trieste của axit béo với glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 7 ạ. Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Thì công thức của chất béo thì nó là trieste của axit béo với lại glycerol. Đúng chưa? Vậy thì nó phải là gì ạ? Trieste nó phải có 3 đúng không? Đây este đơn chức vứt, đây este hai chức vứt. Đơn chức vứt đây, trieste của glycerol và axit béo. Đấy chứ anh này còn có tên gọi là triolein. Triolein cả nhà nhớ nhá. Câu số 8 ạ. Để xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Xà phòng hóa chất nào sau đây thì thu được glycerol? Thì nó phải là xà phòng hóa thắng chất béo. Đúng chưa? Thế thì benzin acetat đây nhá, chúng ta cùng viết nhé. Benzin acetat là CH3COO CH2 C6H5 thì tuyệt đối anh này không bao giờ thu được glycerol. Đúng không? Metin format là HCOO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol. Đúng chưa? Metin acetat là CH3COO CH3, cháu này cũng tuyệt đối không bao giờ thu được glycerol. Vứt nốt. Vậy ở đây thu được glycerol chỉ có cháu tristerin mà thôi. Tristerin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cái thằng cháu này mà tác dụng với NaOH là phản ứng xà phòng hóa thì mình thu được C17H35COONa cộng với lại
C3, H5, OH tất cả 3 lần ạ. Đấy, vậy là chúng ta thu được glycerol. Vậy đáp án đúng của chúng ta, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Sorry ạ, chỗ này là tristerin ạ. Mắt chú mình bị lé, tristerin ạ. Thank you cả nhà nhá. Chú mình bị lỗi các bạn ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ. Có bao nhiêu đồng phân este ứng với công thức phân tử là C3H6O2 ạ? Bao nhiêu ạ? Đây là trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đấy ạ. Đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 ạ. Bao nhiêu đây? R1 cộng R2 lúc này là bằng 2. Mình có 0 cộng 2 và 1 cộng 2, 1 0 1 2 chỉ có 1. 1 nhân 1 bằng 1, 1 nhân 1 bằng 1, 1 cộng 1 bằng 2. Đấy chưa? 1 cộng 1 bằng 2, vậy thì chúng ta có hai đồng phân, đáp án đúng đáp án A. Bạn nào không hiểu cái chiêu thức này thì hoàn toàn lên YouTube search đồng phân nhanh Minh Myelin là sẽ ra nhá. Ok ạ, mình sang câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ cả nhà? Gì ạ? Este nào sau đây có phản ứng trắng bạc ạ? Thì este để điều kiện phản ứng trắng bạc nó phải có đầu HCO đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. HCOCH3. Ok ạ. Câu số 11. Câu số 11 ạ. Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, công thức của triolin là gì ạ? Công thức của triolin là gì ạ? Ok, cảm ơn tất cả nhà đã đang ủng hộ buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp thầy test các bạn bị mất gốc ở đây ạ. Ok ạ, câu số 11 ạ. Cả nhà cũng comment đáp án nhé. Câu số 11 nào. Công thức của triolin ạ. Triolin thì nó phải đi từ axit triolic đây. Đây, triolin đây có luôn này. C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy nó là gì đấy? C17H33CO tất cả 3 lần C3H5. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 12. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch nào hấp thụ được ancol metallic? Vậy là nó là phản ứng thủy phân đúng không? Trong này không, bởi ancol metallic là CH3OH. Đúng chưa? Anh này thủy phân thì thu được CH3OH này. Anh này thu được C3H7OH vứt này. CH5OH vứt này. CH5OH vứt này. Vậy CH3OH đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Cả nhà cũng comment đáp án mạnh mẽ nhá. Câu số 13. Khi thủy phân tristerin cho môi trường axit thì thu được sản phẩm bằng gì? Đây tristerin đấy ạ. C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Nhìn rõ chưa? Tristerin. Đấy, vậy bây giờ mình viết phương trình các bạn. C17H35COO tất cả 3 lần C3H5 mà thủy phân trong môi trường axit mũi tên hai chiều H cộng thì mình thu được C17H35COOH cộng với C3H5OH tất cả 3 lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? C17H35COH và glycerol. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ, rất là dễ rồi cả nhà. Câu tiếp theo ạ, câu số 14 ạ. Số nguyên tử carbon trong phân tử ethyl format. Ethyl format thì bắt nguồn từ đâu ạ? Bắt đầu từ đây. HCOOC2H5. Hay mình viết gọn, ngắn gọn lại của nó sẽ là C3H6O2. Vậy số nguyên tử carbon là có mấy ạ? 3 carbon, đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok, cảm ơn tất cả nhà đã và đang ủng hộ thầy. Hãy comment đáp án thật là nhanh lên ạ. Câu số 15 ạ. Câu số 15 ạ. Các loại dầu ăn. Các loại dầu ăn như dầu lạc, dầu cọ, dầu vừng, dầu ô liu thì đều có thành phần chính là. Thì các loại dầu ăn này thì nó đều có thành phần chính là chất. Chất gì ạ? Chất béo, chính xác ạ. Đáp án đúng đáp án C. Câu số 16. Ethyl propionate là este có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl propionate là gì? Ethyl propionate ProPCCOOC2H5. Vậy công thức của ethyl propionate là đây ạ. Đây ethyl propionate. Vậy hay nói cách khác nó là C2H5COOC2H5. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Câu số 17 ạ. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Thủy phân hoàn toàn phenin acetat. Được chưa? Thủy phân hoàn toàn ethyl acetat và phenin acetat có công thức phân tử đây. CH3COOC6H5. Trong dịch náo hắt dư thì thu được natri acetat đây thủy phân nhá. Thì có phải mình thu được CH3COONa cộng với đáng nhất là C6H5OH nhưng C6H5 này tác dụng với NaOH để tạo thành C6H5ONa cộng với lại nước. Vì vậy nên thu được natri acetat và anh
C6H5ONa. Rất nhiều bạn bị nhầm tô đáp án B, nhưng đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ? C6H5ONa. Vậy đáp án đúng là đáp án phải là đáp án A cơ. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án A cơ. Câu số 18 ạ. Đun nóng etin acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì ạ? Đun nóng etin acetat với dung dịch kiềm thì thu được ancol là gì? Etin acetat là CH3COOC2H5. Đúng chưa? Đây là etin acetat này. Với dung dịch kiềm là NaOH. Thì có phải đây là phản ứng thủy phân hoàn toàn đúng không ạ? Thu được CH3COONa cộng với C2H5OH. Đúng ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Gì ạ? Đây là ancol gì ạ? Ancol ethylic hay còn được gọi là etanol. Etanol, vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà kiểu có hiểu bài không ạ? Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình từ trước đến giờ ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Este không có thể có công thức nào sau đây ạ? Este không thể có công thức phân tử nào sau đây ạ? Ủa, câu này rất là hay luôn ạ. Câu này hỏi về là este, cái này rất nhiều bạn là sẽ không hiểu ạ, không biết ạ. Este không thể có công thức phân tử nào sau đây thì mình có là este no đơn trước đây. Đây đây đây, chúng mình có ghi chỗ này rồi. Đây đây đây, công thức tổng quát của este đây ạ. No đơn trước là CnH2NO2. No 2 trước là CnH2n trừ 2O4 và một đối đôi CC đơn trước là CnH2n trừ 2O2. Vậy thì cái thằng mà có lượng hydro lớn nhất là lượng hydro gấp đôi carbon. Đúng không ạ? Được chưa? Lượng hydro lớn nhất là có gấp đôi carbon. Thế đây này. Đây là 4 thì đây là 6, nhỏ gấp đôi được. 2 thì là 4, gấp đôi được. 3 thì 6 gấp đôi được. Nhưng mà 4 thì đây là 10 ạ. Lớn nhất của hydro là gấp đôi carbon, thế mà gấp đôi carbon này là 8, thế mà đây là C4H10O2. Vậy sai là C. Ok ạ. Sang câu số 20 nào cả nhà ơi. Sang câu Sở Giáo dục Hưng Yên. Chất X tham gia phản ứng thủy phân. Chất X tham gia phản ứng thủy phân khi đốt cháy hoàn toàn X cho số mol CO2 bằng số mol nước. X thủy phân mà lại đốt cháy CO2 bằng số mol nước. Vậy chắc chắn X là este no đơn hở. Được chưa? X là este no đơn hở. Vậy loại bỏ đáp án A, loại bỏ đáp án B, loại bỏ đáp án C, bởi C không tham gia phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án D. D là este no đơn hở. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D nhá cả nhà nhá. Câu số 21. Thủy phân STX có công thức phân tử là C4H8O2. Trong dung dịch NaOH dư thu được hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ Y và Z. Trong đó tỷ khối của so với hydro bằng 16. Vậy ở đây mình có này C4H8O2 mà thủy phân trong dung dịch NaOH dư, được chưa, thu được anh Y và anh Z, trong đó Y tỷ khối hơi so với hydro, vậy phân tử khối Y bằng 2 nhân 16 thì bằng 32, và 32 thì nó chỉ có thể của anh ancol duy nhất là CH3OH mà thôi. Vậy Y của chúng ta là CH3OH, do Y là CH3OH nên C4H8O2 nó sẽ là gì ạ? C2H5COOCH3. C2H5COCH3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 22. Câu 22. Một STX đơn trước có phần trăm khối lượng oxy thấp xấp xỉ bằng 36,36. Thế thì với cái câu này chúng ta bấm máy tính thử là dễ nhất nhá. Một STX đơn trước có phần trăm khối lượng oxy xấp xỉ bằng 36,36. Vậy để xem anh này nhá. 12, 16 x 2 bằng 32 chia cho 88 thì bằng 3 nhân 100. Ờ, đúng bằng 36,36 luôn ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn. Ok. Câu số 23. Câu số 23. Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020 ạ. Đun nóng CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì sản phẩm thu được là gì ạ? Đun nóng CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH thì anh này tác dụng với NaOH thì thu được CH3COONa cộng với C2H5 OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, CH3CONa và CH5OH. Câu 24. Vinyl acetate là tên gọi của chất nào sau đây? 24. Vinyl acetate là tên gọi của chất nào sau đây? Đây là vinyl này, acetate này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án. Đấy, vinyl acetate thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, bỏ. Ok, rất là dễ luôn. Câu 25 ạ.
Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Phản ứng thủy phân este mà trong môi trường kiềm thì được gọi là gì ạ? Lưu ý ở đây là bài yêu cầu là thủy phân este trong môi trường kiềm nhá, thì nó gọi là phản ứng xà phòng hóa, cả nhà chú ý. Đây là phần chống liệt hóa của chú Minh Myelin ạ, phần este lipid ạ. Chúng ta chia thành hai phần nhỏ, một phần hôm nay mà học những câu dễ, phần trong ta học hơn những câu khó khó hơn một chút ạ. Câu số 26. Trong cơ thể người thì chất béo bị oxy hóa chậm thành gì ạ? Trong cơ thể người thì chất béo bị oxy hóa chậm thành. Ui, câu này rất là hay luôn. Rất nhiều bạn bị sai ở câu này luôn. Trong cơ thể người chất béo thì bị oxy hóa chậm thành thành gì? Thành H2O và CO2. Rất nhiều bạn tô nhầm NH3 và CO2. Vứt. Chất béo chỉ có CH và O thôi nên nó không thể tạo thành NH3 hay có nitơ được, bỏ BCD. Câu 27 ạ. Liên trường Nghệ An năm 2020. 27 Liên trường Nghệ An năm 2020. Thủy phân este CH3 COO CH2 CH3 trong môi trường axit. Đây, thủy phân này trong môi trường axit thì mình sẽ thu được gì ạ? CH3 COOH. Đấy, thì thu được axit carboxylic CH3 COH. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Cả nhà cũng comment đáp án đấy ạ. Ok ạ, cảm ơn cả nhà. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 28, thủy phân tristearin. Thế thì cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta phải nhớ được là tristearin thì công thức phân tử là gì? Thì ở đây mình có luôn ạ. Đây, tristearin ạ. C17H35CO tất cả 3 lần C3H5. Đúng không? Vậy, cháu nó là gì? Tristearin là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cháu này thủy phân trong môi trường NaOH. Thì mình sẽ thu được gì ạ? Thủy phân hoàn toàn C17H35COO Na cộng với C3H5 OH 3 lần. Vậy công thức là C17H35CONa. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 29. Câu 29. Thủy phân một triglyceride X bằng dung dịch NaOH thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat C17H33COONa, natri stearat C17H35COONa và glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Ok chưa ạ? Ok ạ. Thế thì bây giờ có bao nhiêu triglyceride thỏa mãn tính chất trên? Thế giờ mình đặt đi, đặt C17H C17H33 là số 1 thì C17H35 là số 2. Mình sắp xếp số ạ vào cái mạch C3H5 này có 3 cái chỗ để cắm, đúng không ạ? 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2. Quan trọng là ở đây là thỏa mãn tính chất là thủy phân ra cả natri oleat và natri stearate, thế nên 100% là nó phải có cả một và cả hai, nên chỉ có 1 2 3 và 4 mà thôi. 1 2 3 4, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 30 ạ. Câu số 30. Câu số 30. 30 ạ. Thủy phân 8,8 gam etinacetat. Etinacetat CH3 COO C2H5. Số mol là 8,8 chia 88 thì bằng 0,1. Bằng 200 ml dung dịch NaOH. Số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,2 thì bằng 0,04. Để tạo thành CH3 COONa, câu này rất hay thi ạ. Cộng với lại C2H5OH. Được chưa? Vậy thì ở đây mình có nhá, phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan thì đây là 0,1, đây là 0,04, vậy thằng muối này tính theo cái thằng mà nhỏ hơn 0,04. Được chưa? Vậy chất rắn khan chúng ta chỉ có là muối CH3CONa thôi. Mặc dù este dư này nhưng mà este nó không tạo thành chất rắn và nó sẽ bị bốc hơi. Vậy thì chỉ có là 0,04 nhân với 15 cộng 44 cộng 23 bằng 2,8 gam ạ. Đúng ạ, à, chỗ này thiếu 15 ạ. 15. 3,28 gam ạ. 3,28 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Sau qua đây chúng mình giới thiệu cho cả nhà, đây là cái cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình. Ở trong này có cái phần cực kỳ thú vị là lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên, tóm tắt toàn bộ tất cả phần lý thuyết quan trọng nhất của từng chương ở lại bên trong cái cuốn sách này. Đấy, vừa nãy các cháu nhìn thấy là chúng mình sử dụng cái cuốn sách này cực kỳ kinh khủng. À, hôm nay do đường truyền mạng nên có lẽ là chúng mình
xin phép các cháu chúng ta nghỉ sớm buổi học của ngày hôm nay, chúng ta ở lại đây. Hẹn gặp lại các cháu vào các buổi sau. Chúng ta sẽ giải nốt cái câu 31 cho đến câu số 63 nhé. Ok ạ. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà nhé. Câu số 30 ạ. Câu số 30. Đề chuyên khoa học tự nhiên. Đề chuyên khoa học tự nhiên ạ. Câu số 30. Đề chuyên khoa học tự nhiên năm 2020 lần 2 ạ. Thủy phân 8. Câu này hay thi nhiều lắm. Thủy phân 8,8 gam. Không biết các cháu có biết không ạ? Nào các cháu học cùng nhiệt tình với chú Minh à. Cùng comment đáp án xem là đáp án gì ạ. Ok ạ. Câu số 30 ạ. Thủy phân 8,8 gam etinacetat. Thế thì rất nhiều cháu không biết etinacetat là CH3COOC2H5. Đúng không? Chúng ta tìm được số mol của nó nhỉ. 8,8 chia cho phân tử khối này là bằng 88, chúng ta dễ dàng tính được. 8,8 chia cho 88 thì bằng 0,1 mol đúng không? Bằng 200 ml dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,2 thì bằng 0,04. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được mg chất rắn CH3COONa và C2H5OH. Các cháu lưu ý ạ, số mol này tính theo chất hết. Vậy ở đây NaOH hết nên số mol anh này bằng 0,04. Mặc dù este dư nhưng mà este không được tính là chất rắn, và chất rắn chúng ta chỉ có tính là CH3CONa thôi. Vậy m chất rắn ở đây chính là m của CH3CONa. 0,04 mà nhân 82. 0,04 mà nhân 82 thì bằng bao nhiêu? Bằng 3,28 gam. 3,28 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án D ok ở chúng mình thấy rất rất nhiều cháu comment đúng luôn ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã ủng hộ chúng mình ạ. Hãy nhanh tay ạ, chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tát tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Cảm ơn tất cả các cháu. Câu số 31 ạ. Chất béo là trieste của axit béo với cái gì ạ? Chúng mình vừa mới dạy xong. Chất béo là trieste của axit béo với cái gì ạ? Chất béo là trieste. Đây, cháu nào mà không nhớ thì mở lại định nghĩa chất béo này. Chất béo là trieste, là triglycerid của glycerol với các axit béo. Vậy ở đây câu hỏi này là ở đây câu hỏi này là đây là trieste của axit béo với gì ạ? Glycerol, đúng không ạ? Glycerol. Ok, đáp án đúng là đáp án C ạ. Phần này là phần học chống liệt hóa. Rất là mong muốn các bạn học giỏi, tác các bạn bị các bạn sợ hóa vào đây để chúng mình độ ạ. Câu số 32 ạ. Câu số 32 ạ. Cho este tác dụng với dung dịch NaOH, đun nóng thì thu được ancol nitrilic. Vậy e công thức cấu tạo là, thế thì cái này thì chúng ta cứ đi viết phương trình thôi, đúng không? Tác dụng với NaOH thì cháu này sẽ thu được là CH3CONa và ancol chúng ta là CH3OH. Anh này là ancol metilic không phải ancol ethylic. Cháu này thì thu được gì ạ? Thu được CH3CHO cũng vứt ạ. Cháu này thì thu được CH3OH cũng vứt ạ. Đúng rồi, anh này là ancol metilic không phải là ancol nitrilic. Vậy chỉ có cháu này thì thu được C2H5OH mà thôi. Vậy cháu này chính là ancol nitrilic. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ các cháu? À, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Các cháu rất là nhiệt tình luôn ạ. À, anh nhanh tay share lại buổi học này, bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ, bởi vì đây là buổi học là chống liệt hóa. Đây là buổi học chống liệt hóa, thế nên là những bạn học giỏi thì nếu mà muốn ôn lại lý thuyết thì có thể vào đây, hoặc là để dành cho cái ca sau nhá, để học những cái bài khó hơn, được chưa? Câu số 33, kim liên lần 2 năm 2020 ạ. Metilpropionate có công thức cấu tạo là. Metilpropionate có công thức cấu tạo là. Thế thì với các anh metilpropionate ấy thì propi là ba carbon, 1 2 3 OO, metil là một carbon nữa. Đây, nó có dạng như thế này ạ. Đuôi là đuôi OCH3. Đuôi OCH3, đuôi OC37 vứt. Đuôi OCH5 vứt. Đuôi OCH3. Đầu này có 3 carbon, 1, 2, 3. 1, 2, vứt nốt ạ. Các cháu nhìn rõ không ạ? Vậy câu 33 đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? 33 đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Đấy, chỉ còn đáp án D thôi. 1, 2, 3 carbon. Các cháu thấy rất là dễ thôi ạ. Đấy, cái việc mà chống liệt môn hóa nó rất là đơn giản thôi. Không có gì khó khăn cả các cháu ạ. Nào, câu số 34 ạ. Câu số 34 ạ. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol tristerin. Đây ạ, 0,1 mol tristerin. C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 bằng dung dịch NaOH đặc đun nóng thì thu được m gam glycerol. Vậy glycerol là C3H5OH tất cả 3 lần đúng không ạ? Thế thì số mol của tristerin này là 0,1 này.
Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta thu được số bon của glycerol là 0,1, đúng không ạ? 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của glycerol là bằng 0,1 nhân với 92. 0,1 nhân 92 thì bằng 9,2. 9,2, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Dễ không ạ? Quá dễ dàng đúng không ạ? Cực kỳ dễ dàng. Mình sang câu 35 xem ạ. 35 đáp án gì ạ? Chúng ta đang ở cái phần mà tính toán ạ. Cái phần tính toán này khá nhiều bạn sợ, thì ở đây chúng mình độ cho các cháu bớt sợ đi ạ. Chúng ta sắp thi rồi ạ. Bằng giờ tuần sau là thi bắt đầu. Chúng ta sắp thi rồi. Nào câu số 35 ạ. Kim Liên lần 2 năm 2020 ạ. Cho 0,1 bon phenin acetat CH3COO C6H5. Đúng ạ, đây là 0,1 mol. Tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH. NaOH đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn thu được m gam chất rắn khan. Để chưa? Đây này, 400 ml dung dịch NaOH, chỗ này chắc là 1 m, chỗ này là 1 m. Vậy mình tìm được số mol là 1 nhân với 0,4 thì bằng 0,4 ạ. Được chưa? Thu được chất rắn khan, vậy ở đây mình có là CH3COONa cộng với lại C6H5. Anh này là C6H5ONa, các cháu chú ý nhé. ONa và cộng với lại H2O. Được chưa? Số mol thì tính ra thằng hết hết là 0,1, vậy chỗ này là 0,1, chỗ này là 0,1, nhưng các cháu lưu ý ạ. Hết sức lưu ý cho chúng mình ạ. Hết sức lưu ý điểm gì ạ? Ở đây natri là 0,1 cộng 0,1 là mới có 0,2 thôi, mà bên này là 0,4, vậy chứng tỏ còn NaOH dư. Đúng không ạ? Chúng ta còn NaOH dư. NaOH dư bao nhiêu ạ? 0,4 trừ 0,2 thì còn 0,2 thôi ạ. Vậy thì hoàn toàn tới đây mình tìm được m chất rắn của mình là bao gồm m của CH3COONa, C6H5ONa và NaOH nhé. Mình có 0,1 nhân 82 cộng 0,1 nhân m ngoặc đơn 12 nhân 6 cộng với lại 5. 12 nhân 6 cộng với lại 5 cộng với 16 cộng với lại 23. Được chưa? Bằng này, cộng tiếp 0,2 nhân 40 thì có phải là bằng 27,8 gam không ạ? 27,8, vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D, 27,8 gam. Câu 36. Câu 36 ạ. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ sang phần lý thuyết rồi đây ạ. À, để cho nhớ phần lý thuyết hơn, cũng như là mình học nó ổn hơn, cũng như là mình học chuẩn hơn, thì các cháu cùng comment đáp án với chú Minh nhé. Ok ạ, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang chia sẻ nhiệt tình cái buổi học ngày hôm nay, bởi vì đây là một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tác các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 36 ạ. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì luôn tạo thành muối của axit béo. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì luôn tạo thành muối của axit béo và cái gì ạ? Lúc nãy mình ghi rồi ạ. Và gì ạ? Và glycerol. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Cháu nào mà không biết thì ở trong cuốn này của chúng mình ghi rất là đầy đủ nhá. Đây, thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. Đấy thì luôn tạo thành glycerol, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy. Ok ạ. Sang câu số 37. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Câu số 37. Etin acetat thì có công thức là gì ạ? Câu số 37. Etin acetat thì có công thức là gì ạ? Đây, etin acetat thì đầu nó là đầu gì ạ? CH3COO C2H5 mới là etin acetat. Cháu này là gì ạ? Metin acetat vứt. Cháu này là etin format vứt. Cháu này là etin acrylat vứt. Vậy mình chỉ có cháu C là trùng hợp với CH3COC25 thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, chính xác. Ok ạ. Câu số 38. Câu số 38. Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol nitrilic? Este nào sau đây tác dụng được với NaOH thu được ancol nitrilic? Thế thì anh này thì thu được C3H7OH vứt đi đúng không ạ? Anh này thu được CH3OH cũng vứt đi, ancol nitrilic vứt ạ. Anh này cũng thu được CH3OH ancol metilic cũng vứt ạ. Vậy mình chỉ còn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Anh này thu được C2H5OH ancol etilic nhá. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu số 39 ạ. Câu số 39 đề minh họa năm 2017 lần 2. Thủy phân STX C4H6O2 trong môi trường axit thu được anhydride. Công thức của X là C4H6O2 nhá. Các cháu lưu ý ạ, C4H6O2 mà lại thủy phân trong môi trường axit mà thu được anhydride. Vậy thì khi và chỉ khi cháu nó chỉ có thể là cháu này. Cứ nhớ cho chú Minh cháu này thôi ạ, CH nối đôi CH2. Chỉ có cháu này mới thủy phân trong môi trường axit mà thu được anhydride thôi. Chúng ta xem nhá. Ở đây CH3CO CH3 thủy phân chẳng thu được anhydride nào cả. Vứt đúng không?
Cháu này thu được CS3 cũng vứt đúng không? Cháu này thì thu được ancol, anilic vứt đúng không ạ? Chỉ có cháu này như chúng mình vừa nói. Thì thu được aldehyde là CH3, CHO, phần này rất rất quan trọng các cháu ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ câu 39 đáp án B. Hôm nay chúng mình thấy là các cháu học hơi bị kém nhiệt tình đấy ạ. Các cháu cùng comment đáp án nhiệt tình và để yên chúng mình xem là cháu nào trả lời đúng ạ. Ok ạ, câu số 40 ạ. Đề 2017, mã 201 ạ. Hiện tại chúng mình đang thấy rất nhiều đáp án A. Câu số 40 đáp án gì ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Ở điều kiện thường, chất béo thì tồn tại ở trạng thái rắn. Thế lúc nãy chúng mình đã cho cháu lưu ý rồi, chất béo no thì tồn tại điều kiện thường chất rắn. Còn lại chất béo mà không no thì tồn tại điều kiện thường thể lỏng. Vậy ở đây là chất béo gì ạ? Gốc C17H33, anh này là gốc không no thì nó phải tồn tại ở điều kiện thường thể lỏng. Vậy cũng đây cũng chính là điều nhận định sai. Ok chưa? Fructose có nhiều trong mật ong đúng, methyl acrylate, tripanitin và triglyceride đều là este đúng. Thì phân hoàn toàn chất béo thì thu được glycerol chính xác. Ok ạ. Câu 44, câu 41 ạ. 41. 41 đáp án gì ạ? 41 đáp án gì? Ok cháu ạ. Chúng mình liên tục like mà. Chúng mình liên tục like chống liệt mà. À, các cháu nhớ là để đặt được các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Bình và click vào nút chuông để bất kỳ một lúc nào chú Bình like thì các cháu đều có thể nhận được thông báo ạ. Câu số 41. Số este có công thức phân tử là C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit thu được axit formic nhá. Yêu cầu là thu được axit formic. Vậy nó là HCOO này, 1 2 3 này, một cháu này. HCOO này, 1 2 3 hai cháu này. Đúng không ạ? Đúng ạ, vậy để mà C4H8O2 mà thủy phân trong môi trường axit mà thu được axit formic thì chỉ có mấy cháu thôi. Đây, 1 và 2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 42 ạ. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo. Thế này thì lại mở lại cái số phần định nghĩa của chúng mình ạ. À, trong phần định nghĩa của chúng mình đã nói rất kỹ ạ. Este là gì đây ạ? Chất béo là trieste. Trieste vậy là có mấy nhóm chức este ạ? Trieste là nó có ba nhóm chức este. Đúng không? Vậy là số nhóm chức este trong mỗi phân tử chất béo là 3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 43. Câu số 43. 43 đáp án gì đấy ạ? Este CH3COCH3 thì có tên là gì ạ? Este CH3COOCH3 thì có tên là gì ạ? Xem nào. Cháu này tên là gì ạ? Metin AC đúng ạ. Metin acetat. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. C rất là dễ. Nào, sang câu 44 à. 44 nào xem bao nhiêu cháu làm được câu 44 này ạ. Bao nhiêu cháu làm được câu 44 và comment đáp án câu 44 để chúng mình coi ạ. Những cháu nào làm được câu 44 ạ? Cùng comment đáp án để chúng mình coi với ạ. Xem cháu làm đúng hay cháu làm sai ạ. Khẩn trương ạ. Để chúng mình nhìn thấy ạ. Ok ạ. Câu 44 đáp án gì ạ? 44 đáp án gì các cháu ơi? Bốn bốn đáp án gì ạ? Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X thì thu được STI. Cho axit acrylic mà tác dụng với ancol đơn chức X thu được STI. Thì axit acrylic đây ạ, CH3 không ạ. CH2 nối đôi CHCOOH đúng không ạ? Mà tác dụng với ancol đơn chức là ROH. Thì có phải mình thu được este là C2H3COOR không ạ? Trong đó oxy chiếm 32% về khối lượng. Vậy là phân tử khối của anh này thì bằng oxy có 2 oxy. Vậy là 32 chia cho 32 phần 100 là 0,32. Vậy phân tử khối anh này bằng 100. Được không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có ạ. 12 x 2 là bằng 24. 24 cộng với lại 3 cộng với lại 44 cộng với lại R thì bằng 100. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được 100 đúng không ạ? 100 trừ đi 27 trừ đi 44 thì bằng 29. R bằng 29. R mà bằng 29 vậy suy ra cháu nó là C2H5. Đúng ạ?
CH5. Vậy suy ra este của chúng ta nhá, este chúng ta sẽ là gì ạ? C2H3 COO C2H5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Câu số 45. Câu số 45 này. 45 các bạn chọn đáp án gì ạ? 45 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thủy phân 4,4 gram etin acetat. Thủy phân 4,4 gram etin acetat. CH3COO C2H5. Được chưa? 4,4 mà chia cho 88. 4,4 mà chia cho 88 thì bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Bằng 100ml dung dịch NaOH. Chúng ta tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,1 bằng 0,02. Sau phản ứng hoàn toàn thì cô cạn dung dịch thu được mg chất rắn khan, nó là CH3COONa cộng với lại C2H5OH. Nhưng chất rắn khan mình chỉ tính mỗi cái anh này thôi ạ. Tính theo NaOH bởi vì NaOH là số mol nhỏ nhất, 0,02. Vậy m chất rắn của chúng ta bằng 0,02 nhân 82 bằng 1,64 gram các cháu nhé. 1,64 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đừng để bị lừa ở câu này. Đừng bao giờ để bị lừa ở câu này. Mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 46 ạ. Câu số 46 ạ. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gram HCOC2H5. Xà phòng hóa hoàn toàn 2,7 gram HCOO C2H5. Được chưa? Chúng ta tìm được số mol bằng 3,7 chia 74. 3,7 chia 74 bằng 0,05 0,05 mol. 0,05 mol. Buổi sau mình sẽ like sang carbohydrate nhá. Buổi sau mình sẽ học sang carbohydrate. Được chưa? 0,05 mol. Vào dung dịch NaOH vừa đủ. NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được mg muối. Muối chúng ta là muối HCOONa. Số mol là 0,05. 0,05 mà nhân với lại 68 ạ. Bằng 3,4 gram. 3,4 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 3,4. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Câu 47. Nào mình sang tiếp câu số 47 ạ. 47 là đáp án gì ạ cả nhà? Đây xem sang câu 47. Cái độ khó nó tăng lên một chút xíu ạ. Ở phần này là khá nhiều bài tập. Nhưng mà bài tập là bài tập phần dạng dễ thôi ạ. Câu 47. Hỗn hợp gồm axit acetic và methylformate. Axit acetic CH3COOH và methylformate HCOO CH3. Cho mg tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Số mol bằng 0,3. Được chưa ạ? Giá trị của m là, thế ở đây chúng ta lưu ý ạ, CH3COOH và HCOCH3 thì anh này và anh này thì đều tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Đúng không ạ? Vậy số mol bọn này bằng 0,3. Được chưa? Mặt khác CH3COH và HCOCH3 thì đều chung công thức phân tử là C2H4O2. Đúng không ạ? Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng luôn là bằng phân tử khối này là 60. 60 nhân 0,3 bằng 18. 18. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ 18. Ok. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tát tất cả các bạn bị mất gốc hay là sợ hóa của cháu vào đây vậy ạ. Câu số 48. 19,1 gram hỗn hợp gồm CH3, COO, C2H5 và H2N, CH2, COO, C2H5. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,2. Đủ nhá. Thu được muối cộng với lại C2H5OH. Chỗ này các cháu phải tính ý ạ. Anh này cũng sinh ra C2H5OH và anh này cũng sinh ra C2H5OH. Đúng không? Đây là tác dụng vừa đủ. Vậy suy ra số mol C2H5OH cũng bằng 0,2. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta được quyền bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng 19,1 cộng 0,2 nhân 40 bằng m muối cộng với 0,2 nhân 46. Được chưa? Vậy đến đây mình tìm được m muối ạ. M muối các cháu cùng bấm hộ chúng mình xem m muối bằng bao nhiêu ạ. 19,1 cộng 0,2 nhân 40 trừ 0,2 nhân 46 bằng 17,9 gram ạ. M muối chúng ta bằng 17,9 gram ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 17,9. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ các cháu nhá. B. Bỏ. Ok ạ. Các cháu thấy có hiểu bài không ạ? Ok ạ. Cái
Nếu mà hiểu bài thì thả tim cho chứng minh với ạ. Ok ạ, những cái bạn nào mà biết thì hãy comment để chứng tỏ là mình thông minh ạ. Chứ không biết mà, chứ biết mà không comment thì không là thông minh đâu ạ. Câu 49 ạ. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo. Một mol chất béo ạ, thủy phân hoàn toàn một mol chất béo thì thu được gì ạ? Đấy, phương trình mình có đây rồi. Thủy phân hoàn toàn một mol chất béo hôm nãy viết đây. Một mol chất béo ạ, thủy phân hoàn toàn thì thu được 3 mol Na. À đây, thu được 3 mol muối và một mol glycerol. Đúng ạ? Vậy ở đây ạ. Một mol glycerol, đáp án đúng đáp án C luôn. C luôn, C chặt. Câu 50. Thủy phân hoàn toàn STX có công thức phân tử là C4H8O2 thu được ancol nitrilic. Để mà thủy phân mà thu được ancol nitrilic ấy nhá. Vậy thì khi và chỉ khi anh này nó phải có dạng là CH3 COO C2H5 thì có đúng là thủy phân thì mình thu được CH3 COOH trong môi trường H cộng và C2H5OH không ạ? Đây, ancol nitrilic đây. Vậy nó là gì ạ? Etin acetat. Etin acetat, vậy đáp án đúng là đáp án D. Etin acetat. Câu 51. Câu 51, 51 đáp án gì ạ các cháu? 51 này. Đố các cháu biết 51 đáp án gì ạ? Cùng comment đáp án xem câu 51 đáp án gì ạ? Không thì căng thẳng lắm, nhiều đứa ứ biết câu 51. 51 ạ, để minh họa Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đấy ạ. Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol nitrilic với lượng dư axit acetic thì thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa đó là đấy, xem nào. Với phương trình ạ, ancol nitrilic là C2H5OH với lượng dư axit acetic CH3COOH. Mũi tên hai chiều mình thu este là CH3COO C2H5 đúng chưa? Cộng với lại H2O. Đây, số mol ancol nitrilic bằng 0,1. Số mol axit acetic không biết, số mol của este bằng 4,4 chia cho 88 thì bằng 0,05. Vậy anh này là 0,05. Vậy hoàn toàn mình tìm được hiệu suất bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Vậy là bằng 0,05 chia 0,1 nhân 100 bằng 50%. 50%, vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 52. Câu số 52 ạ, đề tham khảo năm 2017 lần 3. Câu số 52 ạ, đề tham khảo năm 2017 lần 3. Hỗn hợp gồm CH3COCH5 CH3COO C2H5 và CH3COO NH4. Ở đây đề bài bảo là tác dụng vừa đủ với NaOH. Số mol là 1 nhân 0,2 thì bằng 0,2. Thu được dung dịch chứa m gam muối. Vậy cả hai này thì dù tác dụng với NaOH thì đều tạo thành một muối duy nhất là C2H3CONa thôi. Các cháu cần tính ý nha. Vậy ở đây mình đi bảo toàn natri ạ. Anh này là 0,2. Vậy chui ở đây là 0,2. Vậy mình có là 0,2 mà nhân với 82 thì bằng 16,4 gam. 16,4 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. 16,4 gam. C. Ủa nhiều bài tập thế nhỉ? Câu số 53. Câu số 53. 53 đáp án gì ạ? 53 nào các cháu? Cùng comment đáp án với chú Vinh nào. Câu 53. Đun 3 gam CH3COOH CH3COOH với C2H5OH. Chúng ta tìm được số mol của CH3COOH bằng 3 chia cho 60 thì bằng là đây. 3 chia 60 bằng 0,05 mol. Được chưa? Với C2H5OH thì thu được CH3COO C2H5 cộng H2O. Đúng không ạ? Số mol này bằng 2,2 chia 88 0,025. 0,025. Vậy suy ngược lại 0,025. Bởi mình tìm được hiệu suất ạ. 0,025 chia 0,05 bằng nhân 100 bằng 50%. 50%, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok ạ, dễ không ạ? Những câu bài tập này rất là dễ thôi ạ. Hoàn toàn mức độ của các cháu, level của các cháu đều hoàn toàn có thể giải được ạ. Câu số 54. Câu số 54 đề năm 2017 mã 203. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo. Chất béo đề bài cho là 17,8 gam. Cần vừa đủ dung dịch NaOH ăn 3 NaOH
0,06 mol thu được xà phòng cộng với lại glycerol C3H8O3. Được chưa? Vậy mình có số mol NaOH đây thì mình suy được số mol glycerol bằng 0,06 nhân 1 chia 3 thì bằng 0,02 ạ. Mình tìm được số mol glycerol bằng 0,02. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng chất béo cộng với khối lượng NaOH là 0,06 nhân 40 thì bằng khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng cộng khối lượng glycerol 0,02 nhân 92. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của xà phòng. 17,8 cộng 0,06 nhân 40 trừ 0,02 nhân 92 bằng 18,36 gram ạ. 18,36 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò các cháu ạ. Ok ạ, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò. Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Mình sang câu 55 nhá. Hiểu bài thì like cái ạ. Câu 55 ạ. Để tác dụng hết với amon triolein 55 ạ. Để tác dụng hết với amon triolein. Triolein là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5 cộng với lại brom. Số mol brom ở đây bằng 0,6 mol nhá. Thì các cháu lưu ý ạ. Triolein này thì C17H33 có một nối đôi CC. Nhưng mà đây là nhân 3 lên nó có 3 nối đôi CC vì ăn 3 brom. Vậy suy ngược lại số mol nó bằng 0,6 nhân 1 chia 3 bằng 0,2. Được chưa? Vậy số mol triolein bằng 0,2 nhá. 0,2. Câu 55 đáp án đúng của chúng ta là 0,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D, 0,2. Ok ạ. Câu 56 ạ. Làm này hết sợ este đúng không? Câu 56. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH đun nóng. Đây, chất béo mà thủy phân hoàn toàn bằng dung dịch NaOH đun nóng ăn 3 NaOH thu được glycerol C3H8O3 9,2 gam và muối. Đề bài cho bằng 91,8 gam. Được chưa ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol glycerol nhỉ? 9,2 mà chia cho 92 thì bằng 0,1. Vậy mình suy được số mol NaOH bằng 0,1 nhân 3 chia 1 bằng 0,3. Tới đây chú Minh lại lại làm gì các cháu? Bảo toàn khối lượng đúng không? Phần chất béo chúng ta cứ nắm vững bảo toàn khối lượng là xong. Bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của chất béo cộng khối lượng của NaOH là 0,3 nhân 40 bằng 9,2 cộng 91,8. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng chất béo bằng 91,8 cộng 9,2 trừ 0,3 nhân 40 bằng 89 gram ạ. 89 gram ạ. 89 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? 89, đáp án đúng đáp án. À, đấy các cháu thấy không? Rất là dễ dàng ạ. Rất là dễ dàng ạ. Mình sang câu số 57. 57. Vẫn là một câu tính toán tiếp. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gram. Xà phòng hóa hoàn toàn 178 gram. Tristearin C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Trong dung dịch cao H vậy ăn 3 cao H để thu được m gam kali stearat C17H35COOK. Đúng không ạ? 3 lần. 178 gram tristearin. Vậy chúng ta tìm ra phân tử khối này bằng bao nhiêu ạ? 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 bằng nhân 3 bằng cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 890. Vậy mình tìm được số mol 1178 chia N bằng 0,2 mol ạ. 0,2 mol. Vậy 0,2 mol chất béo thì ta suy ra được số mol của C17H35COK bằng 0,2 nhân 3 bằng 0,6. 0,6 mol. Vậy mình tìm được khối lượng 0,6 nhân mở ngoặc đơn 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng 193,2. 193,2. 193,2. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? 193,2. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. 193,2. Câu 58 ạ. Câu 58. Este nào sau đây tác dụng được với dung dịch NaOH thu được natri acetat ạ? Nào cả nhà cùng comment đáp án cho chú Binh xem nào. Câu 58 đáp án gì nào? Câu 58 ạ.
Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri acetat ạ? À? Este mà tác dụng với NaOH thu được natri acetat. Natri acetat là gì? CH3COONa đúng không ạ? CH3COONa, vậy thì đầu nó phải là đầu CH3CO. Thế đầu CH3CO thì loại bỏ anh này là CH5CO này, loại bỏ anh này là HCO này, loại bỏ anh này là HCO này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, CH3COOC2H5. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 59 ạ. Câu 59 thì đáp án gì ạ? Thủy phân STX trong dung dịch đá hoắt thu được CH3CONa. Anh này CH5CONa này vứt này. CH5CONa vứt tiếp này. Và CH5OH đuôi phải đuôi OCH5. Đây là OCH3 vứt. Vậy mình chỉ còn đáp án D mà thôi. Rất rất dễ đúng không ạ? Rất rất dễ ạ. Câu số 60 ạ. 60 đáp án gì nào các cháu ơi? 60 các cháu cùng comment đáp án cho chú Minh ạ. Đây là một cái câu thử thách đi ạ. 60 là một cái câu khá là thử thách với chúng ta. Thủy phân một triglycerid X bằng dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp muối gồm natri oleat ký hiệu là số 1, natri stearat ký hiệu là số 2. Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 2, vậy là có một số 1 và hai số 2. Đúng chưa? Vậy ở đây triethen một số 1 và hai số 2, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 thì trùng với 1 2 2 nên vứt. Vậy là mình chỉ có mấy thôi ạ? Mình chỉ có hai thôi ạ. 60 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Mình chỉ có hai chất là thỏa mãn điều kiện này thôi. Đúng chưa? Tỷ lệ mol tương ứng là 1 chia 2 mà, có nghĩa là có một số 1 và hai số 2. Đúng không ạ? Đấy, một số 1, hai số 2. Được chưa? Câu số 61. Sở Ninh Bình năm 2020 ạ. Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch NaOH dư không thu được chất nào sau đây ạ? Bình thường hàng ngày người ta hỏi là thu được chất nào. Hôm nay người ta hỏi chúng ta là không thu được chất nào sau đây. À, không thu được ạ. C17H33CONa là một chất, đúng không? H33 vậy có thu được chất này là loại này. C15H31CONa là chất thứ hai này, vứt tiếp anh này. Glycerol thì lúc nào thủy phân chất béo chả thu được đúng không ạ? Vứt nốt ạ. Vậy là không thu được C17H35CONa, đúng không? Dễ ẩn. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu số 62 ạ. Câu số 62 ạ, đáp án gì ạ các cháu? 62 cả nhà cũng comment đáp án xem chúng mình là đáp án gì ạ? 62 ạ. 62, xà phòng hóa este, xà phòng hóa este CH3COO CH2 CH3 bằng dung dịch NaOH thì thu được muối. Muối gì đây các cháu? CH3CONa đúng không ạ? Ui, quá dễ dàng luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, câu cuối cùng của ngày hôm nay ạ. À. Câu cuối cùng ngày hôm nay. Câu cuối cùng ngày hôm nay là câu số 63. Câu số 63. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STE. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol một STE E này. 0,2 này. Cần dùng vừa đủ 100 gram dung dịch NaOH này. 100 gram dung dịch NaOH thì mình tìm được mờ chất tan nhá. Mờ chất tan thì bằng C% là 0,24 nhân với mờ dung dịch là 100. Vậy nó bằng 24. Vậy mình tìm được số mol bằng 24 mà chia cho 40. 24 chia 40 bằng 0,6. 0,6. Cần dùng vừa đủ nhé. Càng đấy ạ. Dung dịch nào á thu được một ancol. Thu được một ancol. Thu được một ancol. Một ancol. Và 43,6 gram hỗn hợp muối muối của hai axit 43,6. Được chưa? Hai axit đó là 0,2 mol E mà lại là 0,6 mol NaOH. Vậy suy ra este này este mấy chức ạ? Suy ra este này este mấy chức ạ các cháu? Đây, số chức sẽ bằng là 0,6 chia 0,2 thì bằng 3. Vậy anh này là este 3 chức. Được không ạ? Este 3 chức nhá. Este 3 chức, vậy thì có hai muối. Hai muối là R1 COONa và R2 COONa.
thì một muối nó phải gấp đôi muối còn lại. Đúng chưa? Giả sử như đây số mol este là 0,2, vậy thì muối này phải có số mol là 0,2 thì muối còn lại số mol là 0,4. Ok không ạ? Hiểu ý chú không ạ? Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng mình sẽ có ạ. Bảo toàn khối lượng ạ. R cộng với cụm này R1 cộng với lại 67. CO là 44 này. 44 cộng Na là 27. À 23 là 67 này. Nhân với 0,2 cộng với lại R2 cộng 67 nhân 0,4 thì bằng 43,6. Vậy suy ra mình được 0,2R1 cộng 0,4R2 thì bằng 43,6 trừ đi 0,2 nhân 67 trừ đi 0,4 nhân 67 bằng 3,4. Vậy suy ra R1 cộng 2R2 bằng 3,4 chia 0,2 17. Úi dồi ôi, R1 cộng 2R2 bằng 17. Ngon lành cành đào không ạ? Thế thì bây giờ mình lập bảng ạ. R2, R1, R2 mà bằng 1 thì 17 trừ đi 1 nhân 2 là 15 thì R1 bằng 15. Lấy luôn chứ còn gì nữa. 1 là gì ạ? H. 15 là gì ạ? CH3. Vậy một cháu là HCOOH và một cháu là CH3COOH. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Trên đây chúng mình vừa mới kết thúc cho các cháu phần chống liệt este nhá, phần chống liệt este. Buổi tới chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu tiếp về phần chống liệt carbohydrate nhá. Đấy, có phần lưu ý cần nhớ lưu lại kiểu quên. À, cháu nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho chúng mình ạ, ở với link ở phía dưới ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Ok ạ. Bye bye. Chào tạm biệt các cháu. Không quên là click vào nút chuông để nhận click vào nút chuông ở trên fanpage của chú và đặt xem trước fanpage của chú để nhận được thông báo mỗi lần chú livestream sớm nhất nha. Bye bye, chào tất cả các cháu, tạm biệt. Bắt đầu với cái phần là chống liệt về carbohydrate, được chưa? Hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các cháu là chống liệt về carbohydrate, và carbohydrate thì ở bên trong đề thi trung học thông giá thì nó sẽ gồm có 3 câu, là 2 câu dễ và 1 câu bình thường. Thế thì ở đây các cháu cần phải nắm được phần là lưu ý cần nhớ lưu lại kẹo quên. Đấy, chỗ này phần lưu ý cần nhớ lưu lại kẹo quên cùng với chú Minh, thì các cháu nhớ phải đọc qua phần này ạ. Thế thì các cháu đợi chú Minh một tí xíu để cho các cháu đọc qua phần này đã. Thế thì ở phần này thì chúng ta cần lưu ý những cái gì ạ? Thế thì carbohydrate của chúng ta nhé, thì nó được chia thành ba loại chính ạ. Một loại là monosaccharide. Cái đèn của chú Minh nó đã bị trục trặc. Một loại là monosaccharide, một loại là disaccharide. Monosaccharide của chúng ta thì là một loại là monosaccharide nhé. Monosaccharide của chúng ta thì là gồm glucose và fructose. Một loại là disaccharide. Disaccharide của chúng ta thì gồm là saccharose và maltose. Một loại nữa của chúng ta thì nó là polysaccharide. Thì polysaccharide thì nó là gồm là anh polysaccharide của chúng ta thì nó gồm anh tinh bột và anh cellulose. Đấy, các cháu cần chú ý cái chỗ phần đó. Thế thì sau khi chú ý phần đó xong thì các cháu cần chú ý đây. Monosaccharide đấy ạ, tên gọi này, glucose này, fructose này, cấu trúc của nó như thế nào? Đấy, như các cháu nhìn thấy, ví dụ như là glucose của chúng ta thì cấu trúc của nó là gồm 5 nhóm OH, 1 nhóm CHO nhá. Fructose là cũng 5 nhóm OH, 1 nhóm C nối đôi O. Tác dụng được với AgNO3 để ra được hai bạc, đấy là với anh glucose. Còn fructose thì cũng tác dụng được hai bạc, nhưng về mặt bản chất là fructose trong môi trường kiềm nhá. Fructose trong môi trường kiềm thì ngay lập tức là nó chuyển đổi lại thành glucose, và chính bởi vì là nó là chuyển đẹp như vậy, thế nên là nó sẽ có khả năng đấy thực hiện phản ứng tráng gương. Đấy, các cháu hiểu không ạ? Nhá, các cháu hiểu không ạ? Ok ạ. Nào, tiếp tục này, COH2 lần thì cho dung dịch màu xanh lam, fructose thì vào COH2 lần cũng cho dung dịch màu xanh lam ạ. Tác dụng với hydro thì cả hai anh thì đều cho ông ta là gì ạ? Sorbitol. Nước brom thì chỉ có glucose thì mới làm mất màu nước brom thôi, còn fructose thì không. Lên men chúng ta thì cũng chỉ có một anh glucose thì nó lên men để tạo thành CH5OH thôi và CO2 thôi. Ok, các cháu hiểu không ạ? Mình bắt đầu vào chiến đấu được chưa?
Ok. Mình bắt đầu vào học nhá. Để buổi học diễn ra thật là tốt đẹp và thật là vui vẻ thì chúng mình rất là mong muốn tất cả các cháu cùng comment đáp án cùng chúng mình ạ. Ok, để chúng mình hướng dẫn chúng ta về monosaccharide thì tí nữa đi saccharide đấy ạ. Đi saccharide gồm sacrose và maltose. Đây cấu tạo là gồm glu và fructose, glu với glu. Liên kết glycosid tác dụng với CH hai lần, cả hai đều tác dụng với CH hai lần. Thủy phân cho môi trường axit đấy ạ. Được chưa? Tác dụng AgNO3 thì chỉ có 4 lan tác dụng thôi. Cuối cùng là đến gì ạ? Cuối cùng là đến polysaccharide ạ. Polysaccharide đây, cấu tạo đây ạ. Tinh bột thì amylose và amylopectin. Cellulose thì không phân nhánh. Liên kết glycosid 1,4, 1,6, 1,4. Thủy phân trong môi trường nước thì ra glu. Riêng tinh bột thì với iốt thì có màu xanh tím. Lên men thì cả hai đều lên men. Tác dụng HNO3 thì chỉ muốn thằng gì thôi ạ? Chỉ có muốn thằng cellulose thôi ạ. Ok, mình bắt đầu vào học nhá. Bắt đầu chiến đấu ạ. Ở trong phần chống liệt về carbohydrate này, chúng mình có tổng cộng là 58 câu ạ. Có tổng cộng là 58 câu. Chúng mình sẽ chia các mức độ từ mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 thì là các cái câu mà khó dần ạ. Nên các cháu chú ý ạ, chúng ta vừa học mà chúng ta vừa 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 trao đổi với nhau, chúng ta vừa học vừa comment đáp án để mà chúng ta học giỏi hơn nhá. Ok ạ, được không ạ? Câu số 1. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Nào cả nhà có nhớ không ạ? Thủy phân hoàn toàn tinh bột mà trong môi trường axit thì thu được chất nào sau đây ạ? Ok, chất nào ạ? Chất nào ạ? Nào các cháu cùng làm với chúng mình xem nào. Tinh bột đây, mình vừa học xong. Đây tinh bột đấy ạ. Thủy phân tinh bột đây. Thì thu được gì? Glucose nhá. Glucose. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? A. Glucose. Câu số 2. Câu số 2. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì người ta cho chất X phản ứng với lượng dung dịch AgNO3 trong N3 đun nóng, chất X là. Ui cái này hay lắm ạ. Cái này khá nhiều cháu là sẽ đi chọn là anh anhydromic. Nhưng mà may mắn là trong này không anhydromic, đáp án chúng mình không anhydromic. Tại vì các bạn ấy lý luận là bởi vì thằng anhydromic ấy thì là nó tráng bốn bạc. Thế nhưng các bạn ấy quên mất một điều rằng là anhydromic thì cực kỳ độc. Thế nên nó chỉ cần dư một chút ở bên trong cái phích chúng ta thôi, uống vào chúng ta lè cổ, trợn mắt đi luôn. Để chưa? Thế nên các cháu chú ý nhé. Nó là nếu mà đã ứng dụng ở trong cái việc mà có con người sử dụng vào thì nó phải làm sao? Không độc. Không độc mà lại tráng được gương. Vậy thì đó đáp án đúng là đáp án B, bỏ glucose. Câu số 3. Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho? Thế các cháu ăn nho xanh, các cháu bảo mấy bạn nữ ăn nho xanh bảo ui nho chua lè, làm gì có đường trong đấy. Thực ra đây là quả nho chín ạ, có nhiều trong quả nho chín. Thì ở đây chúng mình nhắc lại cho các cháu nhớ một chút nhá. Glucose được gọi là đường nho. Saccharose được gọi là đường mía hay là đường thốt nốt. Fructose thì được gọi là đường mật ong. Còn tinh bột thì chẳng là đường gì cả. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit ạ? Lưu ý ở đây là không thủy phân trong môi trường axit. Thế thì các cháu lưu ý ạ. Ở đây nhé. Các anh polysaccharide như tinh bột và sen thì đều có thủy phân trong môi trường axit này. Được chưa? Các anh disaccharide như là sắt và man thì đều có thủy phân trong môi trường axit này. Vậy ở đây chỉ có các anh monosaccharide là không có phản ứng thủy phân. Được chưa? Vậy tụi monosaccharide mà không có phản ứng thủy phân. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là gì? Đây là poly này, sen là poly này, sắt là đi này. Tinh bột cũng là poly này. Vậy là gì ạ? Glucose là monosaccharide thì không có phản ứng thủy phân. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, glucose nhá. D, glucose. Câu số 5. Khi bị ốm. Câu số 5 khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thì thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền thì có tác dụng lên là nào? Nhiều người ốm bị mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất lượng chất trong dịch truyền có tác dụng lên là. Thế thì chúng ta bị ốm ấy thì chúng ta sẽ phải truyền dịch đường. Thế thì chất ở trong dịch đường đấy là glucose. Ok ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã mà đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là mong muốn tất cả các cháu hãy chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tag tất cả các bạn để mân gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Đây là một buổi mà chống liệt hóa,
Thế nên nếu bạn học giỏi thì là sáng mai học nhé. Còn ở đây là buổi chống việt hóa để dành cho các bạn mà sợ bị mất gốc nhá. Sợ mất gốc thì vào đây học ạ. Ok ạ, chúng mình cần hết ạ. Nào câu số 6. Polymer thiên nhiên X. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. À, sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Tạo với iốt có hợp chất màu xanh tím. Đây này, cái này này. Cái này rất nhiều đứa toàn này. Tạo với iốt hợp chất có màu xanh tím ạ. Polymer X mà lại tạo với iốt mà lại có màu xanh tím. Đấy, các cháu cùng nhớ xem với chú Bình xem là đáp án gì ạ. Căng thẳng đấy ạ. Nhiều cháu quên hết mất rồi. Chú Minh tin là nhiều cháu quên rồi. Nào. Màu xanh tím. Đây chú Minh vừa mới chỉ cho xong đi ạ. Ở đây ạ. Đây 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 đây. À, màu xanh tím. Đây. Iốt. Với gì ạ? Tinh bột. Được chưa ạ? Vậy thì đáp án đúng chúng ta chỉ cần nhớ một từ chốt thôi ạ. Vậy câu 6 chúng ta là đáp án đúng, chúng ta là đáp án A. Tinh bột nhá. Tinh bột có màu xanh tím ạ. Câu số 7 ạ. Saccharose và glucose thì đều có phản ứng gì ạ? Saccharose và glucose thì đều có phản ứng. Lưu ý ở đây để bài bỏ là đều có phản ứng thì nó là phản ứng gì? Sac và glu. Sac là disaccharide, glu là monosaccharide thì cả hai ngày thì đều có phản ứng với gì? Nó đều có OH đa kề. Được chưa? Đây thì mình nhìn nhá. Sac đây ạ. Chúng ta nhìn này. Sac thì đều có tác dụng với CH hai lần để tạo thành dung dịch màu xanh lam này. Glu này. Glu cũng tác dụng với lại CH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam này. Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đây. Đáp án chúng ta là đều có phản ứng với lại CH hai lần. Đáp án đúng là đáp án C nhá, tạo dung dịch màu xanh lam. Câu số 8. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 8, phát biểu nào sau đây là sai? Glu và sac đều là carbohydrate, cái này đúng. Trong dung dịch glu và frug đều hòa tan được CO2 hai lần. Chính xác. Glu và sac đều phản ứng trắng bạc. Sac có phản ứng trắng bạc không ạ? Đây các cháu mở ra đây xem luôn. Sac có phản ứng trắng bạc không? Đây nhìn này. Sac này, carozơ này. Có trắng bạc không? Không có trắng bạc, để gạch chéo luôn, không có trắng bạc. Nhá. Sac carozơ không có trắng bạc. Vậy đáp án đúng của chúng ta là phát biểu sai là phát biểu C. À có nhiều bạn hỏi đây là sách gì ạ? Đây là sách chống liệt hóa của chú Minh Myelin ạ. Bạn nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox theo link hoặc là inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chú Minh nhá. Được chưa? Bạn nào muốn đăng ký sách. Ok. Câu số 9 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 9, phát biểu nào sau đây là đúng? Phân tử cellulose được cấu tạo từ các gốc fructose. Cellulose được cấu tạo từ các gốc fructose. Sai ạ, đúng không ạ? Cellulose được cấu tạo từ các gốc alpha và glucose nhá. Sai. Fructose không có phản ứng trắng bạc. Fructose không có phản ứng trắng bạc á. Xem nhá. Đây, fructose này có trắng là được hai bạc. Nhìn thấy chưa? Vậy là toang, sai tiếp. Fructose có trắng bạc. Amylopeptin có cấu trúc mạch phân nhánh, xem có đúng không ạ? Amylopeptin. Đây cả nhà nhìn ạ. Amylopeptin. Đây cấu trúc mạch phân nhánh xoắn lò xo. Đúng chưa? Đấy. Vậy amylopeptin chúng ta là gì ạ? Có cấu trúc mạch phân nhánh là đúng, hoàn toàn chính xác. Đáp án đúng là đáp án C. Ý. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ, cả nhà cùng làm xem ạ. Hôm nay cả nhà học hơi bị kém nhiệt tình đấy ạ. Nào, rất là mong muốn là cả nhà cùng comment nhiệt tình đáp án lên đây ạ. Và giúp chú Minh tắt tất cả các bạn bị mất gốc ở đây vậy ạ. Thanh niên nào mà chưa xe thì xe giúp chú Minh vậy ạ. Câu số 10 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, phát biểu đúng là. Glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Chính xác. Chất béo là diete. Sai, chất béo là triete. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Chính xác. Ở nhiệt độ thường thì triolin ở trạng thái rắn. Ở nhiệt độ thường thì triolin nó ở trạng thái lỏng chứ không phải rắn. Trong mật ong thì có nhiều chứa nhiều fructose. Chính xác. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản của con người. Chính xác. Vậy mình có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4. 4 phát biểu đúng. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. 4 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, chúng mình thấy có rất nhiều bạn comment đúng luôn ạ. Hello, chào cả nhà. Rất rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn. Rất chính xác. Nào, câu số 11 ạ. Câu số 11 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu số 11, phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Dung dịch saccharose phản ứng với COH hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam ạ. Dung dịch saccharose phản ứng với CH hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam đúng không ạ? Sac chúng ta có OH đa kề đúng không? OH đa kề thì có tác dụng với lại CH hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam không? Có, chính xác. À đúng luôn. Được chưa? Cellulose bị thủy phân trong dung dịch kiềm là sai, thủy phân trong dung dịch axit. Glucose bị thủy phân trong môi trường axit, sai, glucose không bị thủy phân. Tinh bột có phản ứng trắng bạc. Tinh bột có phản ứng trắng bạc, sai nốt.
Câu số 12 ạ, câu tính toán đầu tiên ạ. 12 ạ, 12 các bạn ơi, đáp án gì ạ? 12 câu tính toán đầu tiên ạ. Câu số 12. 12 không biết là cả nhà cho chúng ta đáp án gì ạ? Đây nhá, chúng ta cùng tính toán nhá. Nào các bạn cùng lấy máy tính là bấm cùng chúng mình à. Mình có này, có phải là một glucose 1C6 H12O6 thì nó cho chúng ta là gì ạ? Hai bạc đúng không ạ? Nó cho chúng ta hai bạc. Đúng không? Thế thì vậy hoàn toàn mình có này, số mol bạc của chúng ta là bằng 10,8 chia cho 108 thì bằng 0,1. Vậy suy ngược lại được, số mol của glucose bằng 0,1 nhân 1 chia 2 bằng 0,05. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được nồng độ bằng 0,05 chia cho 0,5 thì bằng 0,1. 0,1, vậy đáp án đúng là đáp án D ạ, 0,1. Ok. Rất là dễ thôi. Quá dễ ạ. Đây là những cái câu mà chống liệt mà cả nhà. Những câu chống liệt thì làm nó sẽ ẩn ợt đi ạ. Đúng không ạ? Chú ý là làm đừng bị sai câu này, không là sai câu này nhục. Câu số 13. Thủy phân m gam sắc carozơ trong môi trường axit. Thủy phân sắc carozơ trong môi trường axit m gam sắc. Sắc là C12 H22 O11 đúng không ạ? Thủy phân sắc trong môi trường axit thì thu được glucose. Glucose thu được một glucose. Số mol glucose bằng 10,8 chia cho 180 ạ. 10,8 chia 180 bằng 0,06 mol. 0,06 mol glucose, vậy suy ngược lại. Hiệu suất 90%. 0,9. Thuận nhân nghịch chia. 0,06 nhân 1 chia 1 bằng 0,06. Được chưa? Thuận nhân nghịch chia cho 0,9. 0,06 mà chia cho 0,9. Chia cho 0,9 thì nó bằng là đây, được bao nhiêu nhân vậy? 342 sacrose. 342. 342 là sacrose. Vậy đáp án đúng là 22,8 gam nhá cả nhà nhá. 22,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 22,8. Câu 14 ạ. Câu 14 ạ. Đốt cháy hoàn toàn m gam. Nào. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm cellulose, tinh bột, glucose và saccharose thì cần 2,52 lít oxy, thu được 1,8 gam nước. Thế thì các cháu mà sợ liệt ơi các cháu, đây nhá, nhìn đây để chúng mình hướng dẫn này. Một cái là ăn ngay luôn này. Cellulose này, tinh bột này, glucose và sac này. Được chưa? Thế thì các cháu phải lưu ý cho chúng mình cái chỗ điểm này nhá. Thế thì cái bọn này này, cái bọn cellulose này, tinh bột này và bọn saccharose này thì nó có điểm gì đặc trưng ạ? Nó đều là carbohydrate nhé. Mà khi nó đều là carbohydrate ấy thì chúng ta đều có thể là quy đổi nó về gồm carbon và nước, được chưa? Quy đổi hỗn hợp này về carbon và nước. Cứ nhớ chúng mình nhá, cellulose, tinh bột, glucose và sắt thì chúng mình quy đổi nó về sen và nước ạ. Ok ạ. Thế thì ở đây là cần 2,52 lít oxy. Chúng ta tìm được số mol oxy bằng 2,52. 2,52 chia 2,4 bằng 0,1125. 0,1125 thu được CO2 và H2O. Được không ạ? Tới đây chúng ta đi bảo toàn. Đây này, mình nhìn bảo toàn nước, nước chui hết vào đây. Vậy oxy chui vào trong CO2 0,1125, vậy chỗ này là 0,1125 nhá. 0,1125, vậy đến đây mình bảo toàn carbon 0,1125 thì đây là 0,1125. Ok chưa ạ? 0,1125 và nước. Nước ở đây là 1,8 thì số mol là 0,1. Vậy 0,1 này. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn nhá. Tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. Khối lượng là bằng 12 nhân 0,1125 cộng với 18 nhân 0,1 bằng 33,15 gam. 3,15 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 15. Câu số 15 ạ. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucose và saccharose. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucose và saccharose, tương tự như vậy chúng ta cũng quy đổi ạ. Glu là về carbon, glu và sac là đều về carbon và nước ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình là share lại video này lại về tường ạ và tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây giúp chúng mình với ạ. Nào, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glu và sac đây, thu được CO2 là 0,3, H2O là 5,04. 5,04 chia 18 bằng 0,28 ạ. Đến đây mình đi bảo toàn nước 0,28 thì đây là 0,28. Bảo toàn carbon đây là 0,3 thì thằng này là 0,3. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng ạ. 0,3 nhân 12 cộng 0,28 nhân 18 bằng 8,64 gam ạ.
8,64 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án 8,64, đáp án đúng là đáp án C, 8,64. Câu số 16. Câu số 16. Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose là. Uầy, câu này dễ ợt đúng không ạ? Số nguyên tử oxy trong phân tử glucose là gì ạ? Là bao nhiêu ạ? Mình phải nhớ về công thức phân tử của glucose. C6H12 O6. Vậy số nguyên tử oxy của nó là bằng 6. Đáp án đúng đáp án D để các cháu nhìn nhỉ. Đây là trong đề minh họa trung học phổ thông quốc gia 2020. Đấy, chúng mình không phải là bịa ra đâu. Thế nên là các cháu đừng có nhìn thấy bảo là dễ quá để chúng mình bịa, không phải ạ. Nào, câu số 17 ạ. Câu số 17. 17 ạ, cho 90 gram glucose. Cho 90 gram glucose lên men rượu với hiệu suất là 80% nhá. Glucose là C6H12O6, 90 chia cho 180 thì bằng 0,5. Lên men hiệu suất 80% là 0,8, được chưa? 2 lần CO2, 0,5 nhân 2 bằng 1. Thuận nhân 1 nhân 0,8 bằng 0,8. 0,8 mà nhân 2,4 ạ. 0,8 nhân 2,4 thì đáp án là bao nhiêu cả nhà? 17,92. 17,92, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Cả nhà ơi, cả nhà học có hiểu không ạ? Cả nhà học có hiểu không ạ? Nếu mà hiểu thì vui lòng chấm một cái để chúng mình biết đấy ạ. Những cái câu này là những câu về chống nhiệt hóa nên chúng mình rất là mong muốn là tất cả các cháu cùng comment đáp án. Được chưa? Để các cháu cùng comment đáp án và các cháu cùng giải. Đừng để bị nhầm lẫn ạ. Chúng mình ở đây có vai trò nhiệm vụ là giúp cho các cháu không bao giờ bị nhầm lẫn. Câu số 18. Chất rắn X vô định hình màu trắng. Chất rắn X vô định hình màu trắng không tan trong nước nguội. Ok. Saccharose vứt. Saccharose tan trong nước nguội. Thủy phân X với xúc tác enzyme hoặc axit thu được chất Y. Thế thì nếu mà mình thủy phân cellulose thì không bao giờ thu được saccharose đâu ạ. Thủy phân cellulose thì chỉ thu được glucose thôi. Vậy bỏ nó đáp án C. Vậy mình chỉ còn ạ, thủy phân tinh bột cũng không bao giờ thu được sắt, vứt nốt. Vậy ạ, chất rắn X vô định hình là tinh bột, màu trắng không tan trong nước nguội. Thủy phân tinh bột với xúc tác axit hoặc enzyme thì thu được glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đấy, đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? À, chúng mình dạy cực kỳ chậm rồi. Ok, chúng mình sẽ dạy chậm lại cho các cháu cùng theo dõi nhá. Ok, vừa nãy bắn hơi nhanh ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu ạ. Và rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình Mialin ạ. Bây giờ chúng mình sẽ hướng dẫn chậm chậm để cho tất cả các cháu cùng theo dõi ạ. Bạn nào hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu vào trong buổi học này với ạ. Câu số 19 ạ. Câu số 19. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Nào, trong số các chất sau đây, chất nào thuộc loại disaccharide ạ? Đầu tiên là gì ạ? Glucose là monosaccharide nhá. Tinh bột là polysaccharide nhá. Fructose là monosaccharide nhá. Ở đây chỉ có anh cháu nào ạ? Ở đây chỉ có cháu saccharose. Saccharose chúng ta là disaccharide. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Saccharose disaccharide. Câu số 20. Câu số 20 ạ. 20 đáp án gì ạ? Hello, chào tất cả các cháu ạ. 20 đáp án gì ở cả nhà ơi? 20 ạ. 20, hello. Cho 54 gram glucose. 54 gram glucose là C6H12O6. Chúng ta tìm được số mol glucose bằng 54 chia cho 180 đúng không? 54 và chia cho 180 thì bằng 0,3 mol ạ. 0,3 mol. Lên men với hiệu suất 75%. 0,75 thu được 2 lần C2H5OH. Cháu này là 0,3 nhân 2 thì bằng 0,6. Thuận nhân nhân với 0,75. 0,6 mà nhân với lại 0,75 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,6 nhân 0,75 bằng 0,45. 0,45. 0,45, vậy đến đây chúng ta tìm được khối lượng bằng 0,45 nhân 46 bằng đây ạ, 21,7 gram. À 20,7 ạ. 20,7 gram. 20,7 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Ok các cháu ơi. 20,7, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì ạ? À, đáp án B bò. 20,7 gram. Ok ạ. Đây chúng mình đang nói chậm chậm để cho các cháu cùng học đấy ạ. Đấy nhá, cực chậm nhá. Tua chậm. 21. 21. Tinh thể chất rắn X. 21 ạ. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. À, không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. Glu, fructose đều thỏa mãn. X có nhiều trong quả nho chín. Quả nho chín vậy không thể là fructose được. Fructose là mật ong. Xác là mía,
được chưa? Vậy quả nho chín thì là glucose, được gọi là đường nho. Khử X có nghĩa X tác dụng với hydro ạ, thì thu được chất hữu cơ Y. Vậy thì chắc chắn là glucose và tác dụng với hydro thì tạo thành gì ạ? Đây, nhiều cháu nào mà không nhớ thì nhìn vào đây ạ. Glucose tác dụng hydro thì tạo thành sorbitol, nhớ chưa ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Glucose và sorbitol. Ok. Câu 22. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Câu 22. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide ạ? Thế thì monosaccharide đây ở trong sách đấy ạ. Monosaccharide đấy thì gồm có glucose và fructose, các cháu nhớ chưa? Vậy monosaccharide ở đây là gì ạ? Glucose, còn saccharose là disaccharide, cellulose là polysaccharide, tinh bột cũng là polysaccharide, được chưa? Câu 23. Câu 23. Cho 90 g glucose. 23 cho 90 g glucose. Glucose là C6H12O6, chúng mình nói chậm cho các cháu nha. Lên men với hiệu suất 80%. 80% thì có phải bằng là 80 chia 100 là bằng 0,8 không ạ? Thu được hai lần thằng C2H5OH, được chưa? Thế thì số mol của glucose bằng 90 chia cho 180 thì bằng 0,5. Thì suy ra được số mol của C2H5OH bằng 0,5 nhân 2 chia 1 bằng 1. Lưu ý ở đây có hiệu suất thì mình có là thuận nhân nghịch chia, được chưa? Thuận thuận nhân nghịch chia với đây chủ thuận nhân 0,8 thì bằng 0,8. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của CH5OH bằng 0,8 nhân với C2H5OH phân tử khối bằng 46 bằng 36,8 gam ạ. 36,8 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tất cả các bạn và các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 24 ạ. 24 đáp án gì ạ? Ồ, hôm nay cả nhà học rất là nhiệt tình nhá. Rất là cảm ơn cả nhà nhé. Chúng mình cực kỳ vui luôn khi mà thấy cả nhà học nhiệt tình như vậy. Ok ạ. Câu số 24 ạ. Cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức của cellulose là. Công thức của cellulose là. Đó đây, cellulose đây. Ôi rồi, ôi trong sách này có hết đây này. Cellulose đây. Đây. Đúng không ạ? Đấy, công thức của nó đấy ạ. C6H10O5 nhá. C6H10O5. Nhưng mà chú ý phải là tất cả N lần. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ, câu số 25. Câu số 25. Cho 1,8 gam fructose. Cho 1,8 gam fructose C6H12O6 1,8 này. Tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Thì bởi vì là trong thằng glucose chúng ta có một con chó, được chưa? Nên nó sẽ tráng được hai thằng bạc. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số bon glucose là 1,8 chia cho 180. 1,8 mà chia cho 180 thì bằng 0,01. Suy ra số mol bạc bằng 0,01 nhân 2 thì bằng 0,02. Được chưa? 0,02 mà nhân với lại 108 thì bằng 2,16 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. 2,16 gam. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, chúng mình thấy rất rất nhiều cháu comment đáp án đúng luôn ạ. Tuyên dương tất cả các cháu đã comment đáp án đúng ạ. Câu số 26 ạ. 26 đáp án gì ạ? Glucose là một monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là. Glucose là một loại monosaccharide có nhiều trong quả nho chín. Công thức phân tử của glucose là gì? Xem nào. Glucose lúc nãy chúng ta vừa làm là gì ạ? C6H12O6. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D. 27 nhá. 27 lại một câu tính toán nữa của chúng mình ạ. Cho m gam fructose. Cho m gam fructose C6H12O6 tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3. AgNO3 trong NH3. Thường thì fructose thì không trắng bạc. Nhưng mà trong môi trường kiềm thì fructose chuyển thành glucose lại trắng được bạc. Đấy chưa? Thu được một thằng này thu được hai thằng bạc. Số mol bạc bằng 4,32. 4,32 mà chia cho 108. 4,32 chia 108 bằng bằng bao nhiêu? 0,04 mol. 0,04 mol. Số mol bạc bằng 0,04 mol thì ngay lập tức chúng ta suy ngược lại được số mol glucose bằng 0,04 này nhân 1 này chia 2 này bằng 0,02 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số khối lượng của fructose
bằng 0,02 nhân 180 bằng 3,6 gam. Các cháu nhìn rõ chưa? 3,6 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò 3,6 gam. Ok bạn nhá. Các bạn có hiểu không ạ? Ok không ạ? Nào sang câu số 28 ạ. Câu số 28 cho m gam glucose. Glucose đây ạ, C6H12O6 tác dụng hết với lượng dư AgNO3 trong NH3. Giờ mình quen rồi, một glucose mình chán được hai bạc. Vậy số bon bạc chúng ta bằng 3,24. 3,24 mà chia cho 108 thì bằng 3,24 chia 108 bằng 0,03 mol. 0,03 mol. Vậy ngay tức mình suy ngược lại được số mol glucose 0,03 nhân 1 chia 2 bằng 0,015 mol. 0,015 mol, vậy mình tìm được giá trị của M bằng 0,015 nhân 180 bằng 2,7 gam. 2,7 gam, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. 2,7 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 29. Câu 29 ạ. 29 à. Nào các cháu ơi, câu 29 đáp án gì ạ? 29 ạ, cùng comment đáp án với chúng mình xem ạ. Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức của saccharose là nào? Saccharose là loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là C12H22O11. Đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ. 30 ạ. Đun nóng 100 ml dung dịch glucose amon. Đun nóng 100 ml dung dịch glucose amon ạ. Glu ạ. Amon ạ. Với lượng dư AgNO3 trong NH3 thì mình thu được hai lần thằng bạc. Bởi vì một glucose chúng ta vừa làm từ nãy giờ là trả được hàng bạc. Vậy mình có số mol kết tủa là 21,6 chia cho 108 thì bằng 0,2. Vậy mình suy ngược lại được số mol glu là 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Vậy mình tìm được số mol glucose của mình bằng 0,1. 0,1 bây giờ đề bài hỏi nồng độ, giá trị của A lên nồng độ. 0,1 chia cho 0,1. 0,1 mà chia cho 0,1 thì bằng bao nhiêu ạ? 1 đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. 1 ạ. Dễ ẩn ợt đúng không ạ? Dễ hơn cả húp cháo luôn. Nào tiếp tục ạ. Câu 31. 31 đáp án gì ạ các cháu? Tinh thể chất X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong mật ong, từ chốt là từ mật ong. X có nhiều trong mật ong. Vậy thì do X có nhiều trong mật ong nên chắc chắn X chúng ta phải là gì ạ? Fructose. Nhá, đáp án đúng là đáp án A. Không cần đọc gì nhiều nữa, bởi vì ở đây mình đang là chống liệt. Câu 32. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Polysaccharide thì chỉ có hai anh thôi. Hai anh là một anh là gì ạ? Tinh bột, một anh là gì ạ? Là cellulose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ, các cháu có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học này ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại video này, bởi đây là một bài học free ạ, và giúp chúng mình tắt tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ, để chúng mình độ hóa. Câu số 33. Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước, X có nhiều trong cây này. Cây mía. Cây mía thì nó chỉ có thể là gì ạ? Không thể là glucose được. Vứt. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Saccharose nhá. Saccharose này. Saccharose. Và từ từ ạ, chất X được chuyển hóa thành chất Y. Chất X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Từ từ ạ. X được chuyển hóa thành chất Y để tráng gương, tráng ruột phích. Vậy Y của chúng ta là gì? Y chúng ta là glucose. Vậy X là saccharose và Y là glucose. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Saccharose và glucose. Ok nhá. Câu 34. Câu 34. Chất thuộc loại disaccharide là 34 ạ. Chất thuộc loại disaccharide là, thuộc loại disaccharide thì là gì ạ? Bọn nào ạ? Monosaccharide là glu và fructose đúng cả nhà. Monosaccharide là glu và fructose. Vậy disaccharide là saccharose và maltose. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, saccharose. Ok. Câu 35 ạ. 35 đáp án gì cả nhà ơi? 35 ạ. 35 cho chúng mình một cái đáp án với ạ. 35 là trong đề Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020. Chất X có nhiều trong quả nho chín. Chất X có nhiều trong quả nho chín ạ. Thế thì nó là gì? Có từ quả nho chín mà nó là glucose rồi. Bỏ luôn tinh bột.
bỏ luôn và đúc cho A luôn. Thấy không ạ? Quả nho chín là glu. Mía đường là gì ạ? Xác. Đúng không ạ? Mật ong là phở đúc. Cứ thế mà làm thôi. 36. Nào mình sang câu 36, một câu tính toán tiếp theo. 36. Lên men dung dịch chứa 300 glucose, 300 gram glucose C6H12O6. Được chưa? Thu được 92 gram ancol metilic. Sao lại ancol metilic? Ancol etilic ạ, chỗ này gõ sai đấy. Thế thì 300 gram glucose thì số mol là bằng 300 chia cho 180. Đây số mol ban đầu ạ. Được chưa? Lên men thì thu được 2 lần thằng C2H5OH thì phản ứng. Thì sau phản ứng thì số mol của C2H5OH thu được là bằng 92 chia cho 46 thì bằng 2 mol. Vậy suy ngược lại được số mol của glucose lên men cũng phải là bằng 2 mol. Đúng ạ? Từ từ ạ, 2 nhân 1 chia 2 thì bằng 1 mol. Ok, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được hiệu suất ạ. Hiệu suất thì bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. 1 chia cho mở ngoặc đơn 300 chia 180 bằng nhân 100%. 60% ạ. Hiệu suất của quá trình lên men bằng 60%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đây, đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 60%. Ok, hiểu bài không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà hiểu bài thì chấm một cái để cho chú Minh biết là các cháu hiểu bài với ạ. Cháu nào và chưa kịp xe thì xe ngay cái buổi học này lại về tường ạ. Bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Nào, câu số 37. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide? Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide ạ? Monosaccharide là glu và fructose. Vậy disaccharide chỉ có thể là cháu saccharose mà thôi. Ok, rất là dễ dàng đúng không ạ? Đây là phần chống liệt hóa. Ok ạ, câu 38. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccharide? Chúng mình vừa nhắc xong. Monosaccharide là gì? Glu và fructose. Vậy ở đây là gì ạ? Đáp án đúng là đáp án D ạ, fructose. Câu 39. Câu 39 ạ. Thủy phân m gam tinh bột với hiệu suất 75%. Ôi chết rồi. Hết pin rồi các cháu ạ. Ôi chắc phải hẹn gặp lại các cháu vào buổi sau thôi. Của chú vừa bị hết pin. Bye bye, chào tạm biệt.